tìm hiểu 2 năm thì tụi em yêu xa thôi, không có gần. Nhưng mà trong tới lúc em thấy sao mà 2 năm rồi mà chưa thấy cái động tĩnh gì. Thì thế là em ra nhà anh ấy thì em thăm luôn vợ con anh ấy. Thấy chưa? Đã yêu người trải nghiệm nhiều thì cái hậu quả nó cũng vậy đó. Mời nhà trai. Rồi chào em trai. Ngồi đi em. Xin mời nhà gái. Mời em giới thiệu về mình. Dạ em tên là Thượng Thăng. Em năm nay 29 tuổi. Em sinh ra ở Đồng Nai, Long Khánh, Đồng Nai. Em đang sinh sống và làm việc tại Mỹ Xuân. Là chỗ nào? Dạ gần Đồng Nai luôn. Em làm về gì Thăng? Em làm bên thiết kế tạo mẫu gạch men. Nhà gái giới thiệu về mình nào. Em tên là Tin ạ. Đồng nghiệp và bạn bè thân thiết em thì hay gọi em là Tina. Năm nay em 29 tuổi ạ. Hiện tại em đang làm việc tại Bình Dương ạ. Ở một công ty may mặc ạ. Em sống ở đâu? Em quê ở Quảng Bình ạ. Từng có thời gian sống ở Phú Quốc và hiện tại thì đang tạm trú ở tại gần công ty luôn ạ. Rồi em trai, em nói về ưu khuyết điểm của mình cho nhà gái nghe đi Thăng. Dạ em hiền anh, em biết hàn, em biết sửa xe đạp xe Honda. Dạ em biết giặt giũ, nói chung là em biết làm việc nhà. Biết giặt giũ, biết hết việc nhà luôn. Rồi chào em gái. Dạ em chào anh Linh. Mình có ưu khuyết điểm gì nói cho bên nhà trai nghe đi em gái. Dạ ưu điểm thì ít mà khuyết điểm thì nhiều. Ưu điểm thì ít mà khuyết điểm thì nhiều. Ưu điểm thì em chỉ có cái đó là em độc lập, mạnh mẽ, có chính kiến của mình. Em có thể tham khảo tất cả mọi ý kiến của mọi người, nhưng mà khi đưa ra quyết định thì em quyết định từ bản thân. Nhưng mà khi em quyết định thì em sẽ chịu trách nhiệm với mọi kết quả mà em đã quyết định. Không có oán trời, trách đất, trách người. Mình tự làm, tự chịu. Dạ đúng rồi. Vậy mới bản lĩnh chứ. Còn mà nhược điểm thì em kể một vài thôi, bởi vì nhiều lắm ạ. Thí dụ như là cái nấu ăn của em ấy, thì em biết nấu nhưng mà em ít nấu. Và cái thứ hai đó là em quên, cực kỳ hay quên luôn. Giống như em vừa định nói cái gì đấy với anh Linh bây giờ, nhưng mà em vừa quên nên em chuyển hướng liền. Mà người ta quên thì có thể nhớ lại được, còn em mà quên đó mọi người là không có nhớ lại được cái khoảnh khắc đó luôn. Là giống như nó xóa hoàn toàn. Người ta xóa thì sẽ có thùng rác, xong rồi người ta khôi phục lại. Còn em mà xóa là nó sạch luôn. Chết mồ. Rủ có chồng nữa quên chồng ai mà mệt nữa. Dạ. Đó là khuyết điểm nặng nhất á. Còn em khuyết điểm gì à? Dạ em chắc không biết uống thuốc, không biết nhậu. Đó là khoảng khuyết điểm, đó là ưu điểm chứ Thắng. Em thấy những người mà họ biết nhậu á, họ giao tiếp rộng hơn. Đúng, có thể vậy. Nhưng thật ra không có nhậu thì mình cũng phải ngồi chơi với người ta. Cái cách giao tiếp chứ không phải nhậu, không nhậu mình trốn luôn. Dạ không có, em cũng có ngồi nhưng mà uống một lon về. Được, uống lon được. Thật ra anh cũng đâu biết uống đâu mà anh giao tiếp cũng tốt lắm á. Dạ. Rồi có khuyết điểm gì không? Kiểu em ngủ á, em hay lăn lộn đồ, đá đồ. Ngủ lăn lộn đá lùm chân. Trời ơi. Nên giờ em đâu có ngủ trên giường, em ngủ dưới nệm. Ủa sao giống anh quá vậy? Dạ. Anh mà ngủ một cái là từ sáng anh ngủ phòng khách, là tối anh chui toilet anh ngủ đó. Dạ. Lăn vô tới toilet luôn vậy đó. Em ngủ trên giường, sáng ngủ dưới đất. Cái này mà đá vợ xuống giường thì thôi. Nói chung mình là những con người rộng rãi lắm á. Lăn tới lăn luôn. Bây giờ mình nói chút xíu về tình trường đi Thượng Thăng. Dạ em nào giờ cũng chưa quen ai mới tìm hiểu anh. Chưa quen ai luôn. Tìm hiểu thôi, chưa chính thức. Tìm hiểu nhưng có nắm tay người ta chưa? Dạ có nắm tay rồi. Có hung chưa? Chưa. Trời ơi. Chưa. Hôm qua tôi coi chàng trai. Chàng trai tôi còn tinh trắng lắm á. Em chào chị Ngọc Lan. Ừ, chào em. Dạ. Sao vậy em? Dạ tại vì Người ta không cho hung. Tao cho hung. Chứ cho hung nó dám hung rồi đó. Trời ơi trời. Tên nó rất là dữ nha. Thượng Thăng luôn. Đã thượng rồi mà còn thăng nữa. Đúng rồi. Dạ. Ai cũng nói tên em dữ dằn hết đó chị. Tên là dữ dằn đó chứ. Em ơi. Dạ. Mình chưa có hung ai bao giờ. Rồi bây giờ mình có bồ rồi mình biết cách hung không? Dạ. Coi trên phim đó chị. Phim nó hát. Tao hung sao mình hung vậy. Trời ơi. Kẹt quá chị Lan chỉ cho. Kẹt quá chị Lan chỉ cho. Cái này không dạy được. Nói nhà trai tôi tinh trắng không? Nhà trai tôi nhẹ nhàng. Nhà trai tôi hiền lành không? Tinh trắng thiệt luôn hả? Sống thiệt. Dạ. Nó chưa hôn bạn gái luôn mà sao không tinh trắng được? Thấy thường quá. Thấy tội nghiệp nhà trai chưa?
Hả? Em thấy tội nghiệp nhà trai chưa? Em không biết nói gì luôn á. Ừ, còn em ta được tình duyên sao nè? Tình duyên của em thì nó khá là lần đận ạ. Tình đầu của em á, tụi em quen nhau khi đang là sinh viên á. Ừ. Dạ, quen nhau chắc được 3-4 năm ấy, thì tới lúc tụi em về nhà để ra mắt bố mẹ hai bên á, thì bố mẹ mới bảo là anh ấy là cháu của em. Anh ấy là cháu của em. Trời đất ơi. Ủa là sao? Hai tìm hiểu nhau xong tức rồi là tụi em là bà con. À. Trời đất ơi trời. Nói chung nước mắt lưng tròng, em từ Huế em đi ra Phú Quốc em làm việc. À, xong một thời gian thì em cũng quên. Mối tình thứ hai thì sao? Dạ, mối tình thứ hai của em thì em cũng quên, em nghĩ là anh này là tốt, cảm thấy an toàn á, vừa và rất là trưởng thành luôn. Nhìn rất là trải đời, em là em mê mấy người trải đời, có kinh nghiệm trong cuộc sống. Sau khi tìm hiểu 2 năm thì tụi em yêu xa thôi, không có gần. Ừ. Nhưng mà trong tới lúc em thấy sao mà 2 năm rồi mà chưa thấy cái đầu tỉnh gì. Thì thế là em ra nhà anh ấy thì em thăm luôn vợ con anh ấy. Thấy chưa? Dạ. Em thích yêu người trải nghiệm nhiều thì cái hậu quả nó cũng vậy đó. Thôi giờ yêu cái người chưa trải nghiệm lần nào đi em. Đây là chắc ăn luôn. Chưa được nắm tay nữa cho nên chắc chắn là con là chưa có rồi. Đúng rồi đó. Rồi, em đi với ai vậy? Dạ, hôm nay em đi với sếp em và đồng nghiệp em. À, sếp hả? Dạ. Mời sếp cho ý kiến đi. Dạ, xin chào anh Quyền Linh, xin chào Ngọc Lan. Dạ, xin chào. Xin chào bạn và các bên nhà trai và các bạn trong trường quay. Mình tên là Lương, là đồng nghiệp với lại bé Tuyên. Trong công việc thì bé khá là nhanh nhẹn và ngoan ngoãn. Còn bạn trai đây thì cũng nhìn thì khá là đẹp trai, hiền lành. Nhìn thì khá xứng đôi ấy. Nếu mà hai bé mà có cơ hội để tìm hiểu nhau và đến được với nhau thì đó cũng là một điều rất là tốt. Dạ, yeah. xin cảm ơn ạ. Rồi, cảm ơn đại diện nhà gái. Cảm ơn nhà gái. Nhà trai đi với ai cơ? Dạ, hôm nay đi với dì với mẹ với cháu. À, có dì có mẹ đây nữa hả? Chào anh Trường Lâm và chị Ngọc Lan. Dạ. Với bên đàn gái. Tôi là có một thằng trai thôi với một đứa gái. Cháu gái thì em ruột thì có chồng có con rồi. À. Bé này nè, được 2 đứa. Còn này chưa có vợ, hồi giờ chưa quen ai đi làm cơ mà. Ngon cực kỳ luôn. Thì bây giờ nè, mình nhìn thấy cô này có thể hợp với con mình hay không hay thế nào đó? Thì cũng hợp, nhưng mà cái đó là tùy hai cháu tìm hiểu thôi chứ sao biết được. Ừ, nhưng mà thấy con dâu xinh không? Được. Dâu tương lai dễ thương. Xinh. Rồi, cảm ơn. Rồi, mời dì. Dì thấy sao? À, cũng như mẹ vậy đó, thì hai đứa nó tìm hiểu nhau, quen nhau mà tự nhiên có hai đứa muốn tới thôi. Chứ còn mình muốn là để cho hai đứa trao cơ hội để đến với nhau được hay không thì tự nhiên của hai đứa. Tự nhiên đúng không? Dạ. Rồi, cảm ơn nhà trai. Em có một mẫu hình lý tưởng nào không? Mẫu hình lý tưởng của em thứ nhất thì là không hút thuốc là đầu tiên. Không hút thuốc, bên kia không hút thuốc rồi. Thứ hai là cao, chiều cao mà thấp nhất đó là phải từ 1m65 trở lên. Cao dữ lắm em ơi. Đây cao, yên tâm luôn. Không có bị hói, không có mập quá, cũng không có gầy quá. Người săn chắc, kiểu người kiểu thể thao ấy. Tóc nhiều lắm, không có hói với anh đâu. Không có hói với anh đâu. Rồi, chàng trai của chị, em mong muốn có một người bạn gái như thế nào? Dạ, hiền chị. Ừ. Biết lễ phép với người lớn, có vậy thôi. đừng nhậu đánh bài được, đừng nhậu đánh bài á. Trời, cái mặt sao mà hiền dữ vậy. Dạ, trời, với lại đừng có cằm nhằn á chị. Không được à, cái đó không được. Cằm nhằn phải cằm nhằn rồi mà phải cằm nhằn cằm ràm. Biết em quen á rồi em khoái luôn á. Dạ. Không? Vui tai lắm em, nghe biết đã lỗ tai luôn. Ừ. Tại nhà có mẹ cằm ràm lắm, một giờ thêm người nữa chắc trời, chết luôn. Có mẹ cằm ràm nữa. Phụ nữ cằm nhằn cằm ràm là phụ nữ rất tốt đó, vậy đi. Thôi để mở rào cho hai đứa gặp đúng mặt đi. Đúng rồi. Không? Mở rào. Một tấm chiếu mới bắt đầu bước vào đời. Bắt đầu đi em. Mình mạnh mẽ lên nào chàng trai nè. Đó, thằng em. Dạ, em chào anh. Đứng đó. Em thì em có cái
Cái này thì em không biết anh bình thường có thích đọc sách hay không, nên là em cũng không mua toàn bộ, em chỉ mua một tập. Nếu như mà anh có hứng thú á, thì anh sẽ lướt qua nó. Bởi vì em đọc cho anh cái câu đầu tiên của nó: tôi mong chúng ta, những cánh bướm bé nhỏ, rung động, mong manh, sẽ có thể tạo nên được những trận cuồng phong mạnh liệt để thức tỉnh mọi người. Thì em nghĩ cái cuốn này nó, dù anh lướt qua thôi, nó cũng sẽ có cái gì đấy nó tác động đến bản thân anh á. Cảm ơn. Hai bạn nói về cảm nhận khi nhìn thấy nhau đi. Thôi anh thấy em làm sao trước đi, cho em nói sau. Thấy em xinh. Đẹp. Dạ. Bữa anh kêu là chương trình đăng ký anh tìm người 66 mà hôm nay gặp em đẹp quá. À vậy thì em nói cho anh biết là hiện tại cái ngoại hình này á đang đẹp á là nhờ cái anh make up. Anh ấy làm rất là đẹp. Em làm xong em cũng không nhìn ra em. Nên là nếu mà đầu tiên anh chú ý vào ngoại hình thì anh hãy lý trí một chút nhé. em thấy làm sao? Thấy bên nhà trai tôi làm sao nè, người ta tôi nhút nhát lắm, không biết chưa yêu lần nào hết. Cái ấn tượng đầu tiên của em á thì ngoại hình của anh là ngoài sức tưởng tượng của em, tức là nó vượt cái mong đợi đẹp của em. Còn cái tính cách á thì không thể, cái đầu tiên thì em thấy là anh thật thà, nhưng mà em không biết là đây là con người thật của anh chưa. Thật lắm đó. Anh là kinh nghiệm lắm, cái này không phải diễn được đâu, cái này không thể mà cố tình làm được đâu, rất thật luôn đó. Anh cho em hỏi là cái quan điểm hôn nhân của anh á, anh có thể chia sẻ giùm em một chút được không? Em muốn quan điểm hôn nhân thì anh nghĩ là hai người đã phải yêu thương nhau, phải biết chia sẻ, biết quan tâm về nhau nhiều hơn. Theo anh thế nào là chia sẻ và thế nào là quan tâm? Chia sẻ thì những lúc mà bạn gái buồn hay là bạn gái có tâm sự gì đó thì mình là người lắng nghe. Việc nhà thì một người chồng thì phải biết phụ giúp vợ, chẳng hạn như là rửa chén, giặt quần áo đồ. Nhiều khi vợ đi làm về thì mệt thì mình về sớm mình có thể làm cho vợ, cái những cái đó thì cũng anh thấy nghĩ bình thường. Anh thì không biết nấu cơm, không biết nấu đồ ăn chứ không biết nấu cơm. Anh ơi, vậy làm khi về là có thể con mình phải ra ăn ngoài. Tại vì em thì nấu cơm là cũng là nhược điểm của em. Hiện tại nếu mà trường hợp mà em đang ví dụ thôi, mình tiến xa hơn thì gia đình của mình sẽ là sống riêng, gia đình riêng hay là sống chung với mẹ? Trước tiên thì anh sống chung với mẹ, rồi từ từ. Dạ, sống chung với mẹ. Dạ. Con chào bác ạ. Anh thì con thấy anh rất là thật thà, nhưng mà cái công việc chia sẻ ở gia đình, ở nhà ấy ạ, thì anh ấy có thường giúp đỡ bác không? Mình quan niệm á là đi làm giờ con làm giờ thì cái chuyện đó thì mình có thằng con mà mình thương dâu thì mình thương con mình thì mình phải thương dâu. Em nó hỏi là nhà anh có chia sẻ làm việc có được? ngon lắm, ngon cực kỳ lắm, thật luôn á. Nấu ăn được không? Được, nhưng mà không biết nấu cơm. Trời đất ơi, trời thì cũng sống ngược đời á. Nấu cơm ăn khó mà nấu được mà lắm. Nấu cơm quên bấm. Nấu cơm không biết đổ nước, nhiều lúc chạy quên. Cái vụ đó thắc phục dễ, ta nấu ăn được là được rồi. Rồi bây giờ thế này, đứng đây. Lại hai đứa gần nhau quý vị, nó hợp lý không nào? Cậu này thì ít nói mà gần như con không biết. Hơi lạnh. Nó lạnh thiệt. Người nhìn coi chừng nó xỉu bây giờ á, nó rung á. Nó chưa yêu lần đây là lần mà. Thứ mấy nắm tay rồi? Dạ chắc lần thứ hai. Trời ơi. Nãy giờ nói chuyện hợp với em hay không? Dạ cũng được ạ. Cũng được hả? Dạ. Nãy giờ bạn ấy nói em có thể làm theo bạn ấy được không? Dạ cũng được ạ. Cũng được. Đó, mai mốt chỉ cần bạn ấy hướng dẫn em làm được hết đúng không? Dạ. Thôi bây giờ hát tặng bạn ấy một bài đi. Dạ, anh hát bài Nhốt Em Vào Tim ạ. Đúng rồi, hỏi nhìn cô ấy hát kìa. Anh đã yêu từ rất lâu, kể từ phút giây đầu gặp em. Anh đã hứa với trái tim sẽ bên em, chăm sóc cho đời em. Và nếu như yêu được em, anh sẽ mang tất cả những gì mà quý giá nhìn đời anh, xin dâng tặng cho em hết. Sẽ nhốt em yêu vào tim, không cho một ai xâm chiếm. Duy nhất trên đời yêu chỉ có mình em. Rồi ok, bây giờ các bạn để tay nút bấm đi. Nếu đây đúng là một nửa bánh ghép, có thể nó chưa bằng nhau, nó chưa hợp với nhau, nhưng nếu chúng ta thấy rằng chúng ta có thể ghép lại với nhau được thì chúng ta hãy bấm nút. Còn nếu mình thấy không được, mình không nên bấm.
chúng ta không nên cho người khác hiểu lầm mình. Có nghĩa là chúng ta bấm thì chúng ta phải có trách nhiệm với cái nút bấm đó. Không bấm vì điều gì hết các bạn nha. Chuẩn bị. 1 2 3 Hết thời gian. Sao suy nghĩ lâu vậy em? Em chỉ muốn là cho em và anh ấy một cơ hội á. Rồi chính thức các bạn ngồi với nhau, nắm tay nhau đi. Dạ. Đó. Rồi chúc mừng hai em nha. Dạ. À, nụ hôn đầu tiên. Chưa bao giờ hôn ai luôn. Dạ. Chị cũng xin phép. Thôi anh để em hôn anh. Làm gì em vậy? Dạ. Làm gì em vậy? Hôn lộ tai. Hôn lộ tai. À. Giờ mới chạm hôn lên tóc ấy. Dạ, hôn tóc. Ừ, cho nụ hôn đầu tiên ở đây mà. Thơm không? Thơm hả? Thôi chúc em hạnh phúc nha. Ở nhà trai. Rồi, chào em. Mời đi em. Xin mời nhà gái. Dạ. Rồi, mời em trai giới thiệu về mình. Dạ, em chào anh Linh, chào Ngọc Lan, chào bạn nữ, chào quý khán giả. Em tên là Hồ Quy Cường, sinh năm 1979, hiện sống và làm việc ở quận Bình Tân, quê thì ở thị xã Tân Châu, An Giang. Cường làm gì Cường? Dạ, em mở kinh doanh shop quần áo chuyên thời trang nam, cung cấp sỉ và lẻ. À, dạ. Thôi, mời em gái. Dạ, em xin chào anh Quyền Linh và chị Ngọc Lan và chào quý khán giả trường quay. Em tên là Nguyễn Thị Thanh Vân, em 40 tuổi, em sống ở tại thành phố Hồ Chí Minh. Mình ở quận mấy chị Vân? Dạ, em ở Hóc Môn. À, mình làm công việc gì? Dạ, ở nhà em cũng may. May hả? Dạ. Ồ, may luôn á hả? Vậy là bên kia làm thời trang. Mình có ưu khuyết điểm gì Cường? Ưu điểm của em là từ trẻ là yêu thích kinh doanh, tính tình thì cũng cố gắng bình tĩnh xử lý mọi việc. Về khuyết điểm thì dễ xúc động, đôi khi làm thì không giữ được tiền. Về hôn nhân thì em đã từng có hai mối tình đổ vỡ. Hai mối tình đổ vỡ rồi. Dạ. Mối tình đầu tiên là bao nhiêu lâu? Đầu tiên thì cũng một năm. Mối tình thứ hai thì cũng hơn 5 năm. Thì tụi em ly hôn thì có hai đứa con gái. Ủa vậy là mối tình hay là... Dạ dạ, hôn nhân. Đúng hôn rồi. Nhân? Dạ. Em hôn nhân hai lần luôn hả? Dạ dạ, em đã hai vợ. Em đã hai vợ. Tức là vợ đầu một năm. Dạ, một năm thì em cũng chưa có con, không có con. Vì nhanh vậy mới cưới nhau mà. Cũng mâu thuẫn, thứ nhất là về cái quan điểm sống thôi. Cuộc hôn nhân thứ hai cách đó bao lâu? Dạ, thứ hai cách đó là cũng 4 năm anh. Sau 4 đó 4 năm thì em lập gia đình. Cuộc hôn nhân thứ hai được mấy năm? Dạ, 5 năm ạ. Em có hai đứa con gái, ly hôn cũng hơn 4 năm nay. Hai đứa con gái thì hiện tại em đang giữ nuôi. Em nuôi luôn hai đứa luôn? Dạ, dạ. Trời ơi, dạ. Sóng gió quá hả? Dạ. Tình hình lý lịch rất ngang của nhà trai vậy đó nhà gái ơi. Dạ, lý lịch hơi dày ha. Dạ. Chia sẻ với anh cái câu chuyện hôn nhân đổ vỡ của anh nha. Rồi bây giờ mình nói về ưu điểm khuyết điểm của mình đi nhà gái. Dạ, ưu điểm của em là em sống hòa đồng và tình cảm. Khuyết điểm của em thì dễ xúc động, dễ tin người. Đường tình duyên sao em? Đường tình duyên sao? Dạ, em mới ly hôn được 4 năm. Chị có con chưa? Dạ, hai đứa. Hai bạn mấy tuổi rồi chị? Dạ, đứa 20. Đại em có chồng sớm. À, dạ. Đứa 20, đứa 12 chị. Hiện tại là hai bạn ở cùng với chị? Dạ, bé lớn ở với em, còn bé nhỏ ở với ba, nhưng mà nhà cách nhau đi 15 phút á. À vậy hả? Cũng tiện qua lại chị. Trai gái đủ em hả? Dạ, hai gái anh. Hai gái luôn? Dạ. Bên kia cũng hai gái. Rồi, tứ cô nương. Nếu mà hai người mà kết nối với nhau đó, dạ, thì cái việc là mấy đứa con này là chăm lo là cũng ổn rồi đó ha. Tại cũng lớn hết rồi. Ừ, lớn hết trơn rồi. Bây giờ mình đã lỡ chuyến đò vậy rồi, lỡ hai chuyến luôn rồi đó. Dạ. Mà nếu mà được chuyến đò này là chúng ta phải bằng mọi cách để chèo chống tới bến bờ nha. Em mong muốn là
người kế tiếp như thế nào? Với những cái trải nghiệm của em tới thời điểm này á, thì em cũng mong muốn người phụ nữ là có trách nhiệm với gia đình. Ngoài chăm sóc bản thân mình thì cũng phải có trách nhiệm gia đình, chăm lo, yêu thương con cái. Hiện tại về vấn đề kinh doanh thì em ổn. Nhưng mà em cũng nói rõ là hiện tại là em đang thuê nhà. Em mở kinh doanh ăn và ở đó. Hồi xưa giờ chưa có nhà riêng? Dạ, em cũng từng làm CEO công ty rồi làm ăn thất bại. Ly hôn xong thì hầu như là em phải gây dựng lại. Giờ làm lại từ đầu? Dạ, dạ. Đó, tình hình nhà trai vậy, chào em gái. Dạ. Bây giờ thì em muốn có một người kế tiếp như thế nào? Có một mẫu hình lý tưởng nào không? Dạ, chân thành, biết chăm lo gia đình. Chăm lo. Anh này anh có thể chăm lo được gia đình, nhưng mà để chăm lo hết thì chưa đủ sức. Anh cũng đang trên đường gọi là khởi nghiệp lại đó. Thì em thấy có khó gì không? Dạ không. Em, công việc của em có ổn định không? Dạ cũng ổn. Ổn định. Dạ. Em lo cho em và con được không? Dạ được. Được. Nhưng mà em còn phải chăm sóc mẹ em bị tai biến á. Hiện nay em ở nhà với mẹ hả? Dạ, tại vì em mới nghỉ năm mấy nay thôi, tại mẹ em bị tai biến năm mấy nay. Công việc em phải nghỉ ở nhà, công việc em làm tại nhà luôn. Tại nhà luôn. Để tiện chăm sóc. Là nhà của mẹ đúng không? Dạ. Rồi, hôm nay thì em gái đi với ai? Dạ, em đi với chị họ. À, đi chị hả? Rồi, còn chị bên nhà gái nè, chị có ý kiến cầm video giùm Linh đi. Dạ, em chào MC Quỳnh Linh, MC Ngọc Lan. Dạ, chào bên đàn trai, bên đàn gái. Thì em thấy hai bên cũng như là hai mảnh vỡ cho nhau cơ hội để ghép lại, để mà an dưỡng tuổi già thôi. Chứ còn bên nào cũng có con, bên nào cũng có gia đình hết trơn rồi. Thì đó là tự hai bên tìm hiểu. Chứ tôi thấy cũng nên cho nhau cơ hội đi rồi mình tìm hiểu. Tại Vân cũng có kinh thu nhập ổn định. Dạ, bên đây anh định cũng có cái cơ sở đi buôn bán hàng hóa rồi vậy đó. Nên thôi để hai bên tự tìm hiểu đi. Đúng rồi. Dạ. Có thể hai người về kết hợp nhau chúng ta phát triển kinh doanh nó nhiều hơn thì sao? Dạ, đó cũng là một con đường sáng đang chờ phía trước đó. Nhưng mà phải là đồng vợ đồng chồng. Đó, chú rể tương lai mình nói là dạ, gì? Dạ, em qua em chào nhà trai ạ. Chào qua. Dạ. Trời anh ơi, chị ơi, ngon lắm nha. Ngon lắm nha. Không phải giỡn đâu ạ, ngon lắm ạ. Được không đó. Cần lắm á. Đúng. Rồi. Nhìn rất là uy tín. Rồi bây giờ chúng ta mở rào cho đôi trẻ gặp nhau. Mở rào. Cho anh trả tặng em quà. Cảm ơn nhiều. Em thấy cô gái bên kia thế nào? Cô ấy thấy anh thế nào? Nói cho nhau nghe đi. Dạ, mặt bạn vui lành. Thật ra thì sau ly hôn á, thì anh quyết định là anh giữ nuôi hai con. Nên để mà tìm được một người phụ nữ mà có thể hiểu anh, mà đồng cảm với anh thì rất là khó. Mà sau ly hôn thì anh cũng làm ăn thất bại nữa. Thì hiện tại anh đang gây dựng lại. Đôi khi anh cũng mong muốn có một người phụ nữ để hỗ trợ anh trong kinh doanh, làm ăn. Anh thì tích cực trong mọi vấn đề, không có cái gì để mà có thể làm khó anh được. Thì anh cũng mong muốn tìm một người phụ nữ chín chắn, quan tâm gia đình. Hồi nãy thì anh có nghe em nói về vấn đề mẹ bị tai biến. Mẹ anh cũng bị tai biến mất. Tâm về cái vấn đề đó. Nếu em mà chịu khó cùng anh thì anh nghĩ hai bên gia đình cùng nhau gây dựng anh thấy không khó đó với anh. Em có nhận xét như vậy anh? Dạ, em thấy anh cũng hiền, thấy cũng chân thành đó. Anh thì mọi vấn đề của mình anh muốn thật thà chân thành trong mọi chuyện để mà đối phương hiểu rõ. Con anh, con em thì anh chưa bao giờ dù có quan điểm đó. Hai con anh còn nhỏ nhưng mà em yên tâm đi. Anh chăm nhìn cho các bé. Bé có thể tự ngủ 8 giờ rưỡi ngủ, 5 giờ rưỡi sáng thức, tự lo, tự thay đồ rồi đi tắm. Nên em đừng có quan điểm sợ về chăm con anh cực. Hoàn toàn anh một người đàn ông, hoàn toàn có thể sắp xếp cho con mình, lo mình đầy đủ, không có vấn đề gì hết. Chỉ cần mình yêu thương, tích cực mình lo cho con.
thì không có gì là khó đối với mà anh hay cả em. Giống như em đã lo cho con mình lớn tới thời điểm này. Mong là sau này, sau cái chương trình này mình tìm hiểu. Mình tìm hiểu và nói chung em cũng đổ vỡ. Chồng em có người phụ nữ khác mười mấy năm. Nhưng mà mới quyết định ly hôn được 4 năm. Nói về tình cảm em rất là dễ xúc động lắm. Tướng anh hì hà vậy đó, anh cũng rất là dễ xúc động. Bây giờ Cường bước tới nắm tay bạn gái đi. Nói gì đó. Thì anh nói hôm nay cũng là một ngày đặc biệt. Đặc biệt đối với anh, đối với em. Mà mình không đơn giản để mà anh với em có thể đứng ở đây được. Anh nói thật, cũng bất ngờ mà cũng thật sự là đặc biệt. Thì anh cũng mùa lạnh sắp tới rồi, anh cũng xin gỡ cho em áo khoác. Mà thì có thể rồi trái tim em nó băng giá lâu lâu rồi. Hôm nay mặc áo khoác này cho trái tim em nó ấm lại. Dạ, cảm ơn. Khoác đi, khoác cho bạn gái đi. Nếu được em mặc cho em. Dạ. Khoác nào, mặc cho bạn gái như nào. Dạ, áo này đi nắng nó không nóng nha. Cái này mát ha. Cái này đặc biệt. Cái này rất là mát luôn á. Rồi, chưa, đứng đó. Chưa, hai anh chị đang đứng đây. Hai người nắm tay nhau đi. Hỏi xem bạn gái mặc áo tới ấm thế nào. Có một cái cảm xúc gì không khi mặc áo? Em thấy cái tay ấm, tay bạn ấm. Em gái thấy thế nào? Nói với bạn trai đi. Em cảm giác hiện nay ra sao? Dạ, em thấy ấm. Dạ, sau chương trình này thôi, anh và em cho nhau cơ hội mình tìm hiểu đi ha. Okay. Vẫn nắm tay chưa đứng đó. Người ta giao lưu cảm xúc lâu lâu chút xíu. Cường hát đi, cứ nắm tay nhìn bạn gái hát đi. Nhìn sâu vào trong đáy mắt ấy. Hồn lẽ xa vào đôi mắt em. Xa vào đôi mắt em. Trời đất ơi. Trời ơi anh ơi, anh làm hụt hẫng quá. Ngồi đây đi, làm hụt hẫng quá, đang vô ngon lành. Thật sự luôn. Thôi để tay mình nút bấm đi Cường. Nếu mình cảm giác trái tim mình rung động, mình đồng ý cho người khác cơ hội thì bấm ngay cái nút đó, đừng chần chờ gì cả. Còn nếu chúng ta cảm giác không rung động thì cũng không cần bấm, để nút bấm nó cho người khác nha. Chuẩn bị. 1 2 3 Chúc mừng hai bạn. Rồi, chính thức chúng ta hẹn hò với nhau. Anh chị nắm tay nhau nè. Mời nhà trai. Ngồi đi em trai. Xin mời nhà gái. Chào em gái. Chào chị Ngọc Lan. Hai bạn bây giờ chỉ cách có cái hàng rào tình yêu thôi. Mời em trai giới thiệu về mình cho nhà gái nghe nè. Dạ, em xin chào anh Quyền Linh. Chào em. Chào chị Ngọc Lan. Chào bạn nữ bên kia và chào quý vị khán giả. Em tên là Nguyễn Văn Viên, năm nay 33 tuổi. Gia đình em sinh sống tại Đồng Nai. Em hiện sống ở Sài Gòn. Em đang làm việc tại trường Đại học Kinh tế Hồ Chí Minh với vai trò là chuyên viên, giảng viên. Và ngoài ra thì em cũng đang tiếp tục học lên nghiên cứu sinh ở trường. Chuyên viên, giảng viên luôn. Dạ. Em dạy về bộ môn gì, Viên? Dạ, em dạy ở khoa kinh tế. Thôi, mời nhà gái. Nhà gái giới thiệu về mình nè. Em chào chị Ngọc Lan, chào anh Quyền Linh và bạn trai cùng tham gia chương trình và chào quý vị khán giả. Chào em gái. Em xin giới thiệu, em tên là Bùi Thị Thanh Loan, quê ở Quảng Ngãi, sinh năm 90. Hiện đang làm nhân viên văn phòng về mảng kiểm tra chất lượng phần mềm ở quận 3. Quận 3, rồi, đó là lý lịch trích ngang của nhà trai, nhà gái. Rồi, nghe rồi ạ. Nhà gái bây giờ chúng ta có ưu điểm, khuyết điểm như thế nào nè? Dạ, đầu tiên em xin được xin phép chia sẻ về khuyết điểm á. Là khuyết điểm là em khá là ít nói và ưa sạch sẽ. Còn về ưu điểm á là em biết lắng nghe và nấu ăn tốt và có khả năng nấu tiệc được cho 20 người. Ngoài ra thì trong công việc thì khá là tập trung ạ. Ủa, cái chuyện mà mình sạch sẽ là ưu điểm mà. Em cũng biết nữa chị, nhưng mà em sạch sẽ hơi thấy quá chị. Sạch sẽ quá cũng là khó chịu cho người khác đó. Cái gì cũng bắt hết trơn á. Ở nhà có cái hộp bụi cũng quét cho nó sạch nữa là cũng mệt mỏi lắm á. Sức khỏe của gia đình thôi. Thì biết rồi, nhưng mà cái gì cũng mấy mệt lắm. Chút cái kìa, trên kia có con bụi kìa, kìa quần áo kìa, cái gì cũng nói mệt lắm. Rồi mình còn cái tật xấu gì không? Dạ không chị.
Đó, nhà gái đơn giản vậy thôi, thích sạch sẽ. Rồi, nhà trai, ưu điểm, khuyết điểm là gì? Dạ, ưu điểm của em thứ nhất là trung thực, có sao nói vậy. Thứ hai là tính em thì rất là chịu khó trong công việc, học hành cũng giống như là trong các cái mối quan hệ. Thứ ba là tính rất là nhiệt tình, tình giúp đỡ mọi người, hỗ trợ các anh chị trong công việc, cũng như là đối với bạn nữ thì cũng rất là quan tâm, chu đáo. Tuy nhiên về nhược điểm thì có thể là đến từ cái ngoại hình thì nó không có được gọi là bắt mắt và thu hút ánh nhìn, nên là nó mới đến tham gia chương trình. Đừng có tự ti cái chuyện mà cái hình thể không bắt mắt. Mỗi người có cái quả nhãn quan khác nhau. Dạ. Biết có đôi khi người kia nhìn không thích nhưng người này nhìn thích thì sao? Dạ, đúng rồi. Giống như anh nè, nhiều người nhìn thấy anh thấy nội mập lù. Ngoại hình ra sao mà người kêu là tự ti để tôi. Trời ơi, sáng sủa đẹp trai vậy mà. Rồi rồi vậy mới khỏe đó. Mập như anh ai cũng chê chứ. Tùy theo người, có người nói trời Linh mập tròn dễ thương quá, có người gặp trời mập thấy ghê. Ví dụ vậy. Nói chung là ngoại hình em về là ok rồi, okay đâu rồi. Có vấn đề gì đâu, chị thấy không có vấn đề. Lan có người còn chê mà. Mình đừng đá qua được không? Kệ tôi. Thật ra đừng có lo lắng những cái suy nghĩ của người khác. Dạ. Quan trọng mình sống khỏe là được rồi ha. Đúng rồi. Ốm khỏe. Dạ. Nhưng mà ốm mà có khỏe không? Dạ bình thường chị. Ờ đó bình thường rồi. Là được rồi. Sợ gì, không sợ gì hết, đừng lo lắng điều đó nha. Dạ. Rồi. Bây giờ mình nói về tình trường của mình. Đúng đi. Rồi. Tình yêu sao? Dạ thì trước giờ thì em có hai mối tình. Hai đó. Mối. Dạ, mối tình gần nhất chia tay cách đây là hơn 2 năm. Mối tình nó lâu không? Dạ mối tình nó kéo dài khoảng 8 tháng. Nó rất là sâu sắc và 8 tháng là sâu sắc. Dạ bởi vì dạ cái mối tình đầu đó. Dạ không, có mối tình thứ hai rồi. À, thứ hai luôn á hả? Bởi vì khi mà quan điểm của em mà khi mà quen xác định quen bạn nữ á, là quen là để cưới, nên thành ra là tìm hiểu rồi đến gia đình, thăm gia đình. Mới có 8 tháng mà sâu sắc vậy đó hả? Dạ thì cứ tùy vào cái cách quen của mình nữa. Tuy nhiên thì trong quá trình quen thì nói chung thì những cái yêu cầu từ phía nhà gái thì mình đôi lúc nó cũng mình không có đáp ứng được. Với lại thứ nhất, thứ hai nữa là bạn nữ cũng còn tương đối trẻ, bạn lúc đó khoảng 25 tuổi. Thì cái tình cảm của bạn thì có lẽ là chưa sử đủ quyết tâm để mà vượt qua những cái rào cản về tôn giáo. Rồi, là bây giờ mình coi coi bên đây có mấy mối tình nha. Đúng rồi. Tôi qua thăm nhà gái cái coi. Mai là tự ti đó mà hai mối tình rồi đó. Chào em gái. Dạ. Nha. Em được tình duyên sao nè? Dạ, em cũng trải qua hai mối tình ạ. Giống bên kia ha? Dạ. Dài nhất mấy năm? Dạ, hơn 1 năm ạ. Ít nhất là bao lâu? Dạ, tìm hiểu 6 tháng ạ. Rồi cái hơn năm đó lý do sao chia tay vậy? Dạ do kiểu như là tính chuyện hôn nhân nhưng mà hai người không có thống nhất được năm. Rồi khi đó thì em có gặp khó khăn về kinh tế, em muốn dời lại cái thời gian mà kết hôn á, nhưng mà ảnh thì ảnh không đồng ý. Cái thêm sau này phát sinh nhiều cái quan điểm mà nó trái ngược nhau quá nên thôi là dừng lại để cho hai người tìm được cái hướng đi tốt hơn cho mình, tìm được người phù hợp hơn cho mình ạ. Nói chung là chúng ta chưa có duyên nào thôi. Dạ. Cũng chưa có gì nó căng thẳng lắm. Bây giờ mình bắt đầu một mối tình mới nè. Dạ. Em mong muốn cái tiêu chí một mẫu hình lý tưởng của người bạn đời mình như thế nào? Dạ, về tiêu chí thì em mong người đó là điềm tĩnh và cái suy nghĩ trưởng thành và sống yêu thương tình cảm. Và một điều nữa đó là người đó không có ích kỷ. Thầy giáo bên kia anh nghĩ điểm rằng tốt đó. Đáp ứng gần như đúng. Hết. Em có coi trọng ngoại hình không? Dạ không, chủ yếu là đạo đức ạ. Ngoại hình như anh được không? Dạ như anh thì quá được rồi ạ. Vậy mà có người nó mập cái ghê quá. Cảm ơn em đã khen ngoại hình của anh. Đó, được rồi. Bây rồi. Giờ mình hỏi hình mẫu lý tưởng của nhà trai nè. Dạ, thì hình nữ mẫu lý tưởng của bạn em của em thì nhất là bạn nữ thì ngoại hình là dễ nhìn là được rồi. Hai nữa là quá dễ nhìn. Đây bao nhìn luôn. Về tuổi đời thì nhỏ hơn em. Bên đây 89 hả? 90 dạ, bên 90, 90 đúng rồi, 89-90 nhỏ hơn dạ, tuổi. Nói chung là ổn. Dạ. Gì nữa? Về công việc thì có công việc mà có thu nhập là được rồi. Bên đây ngang cũng được, ngang ngửa cũng được. Không, không sao, hơn. Chuyện đó không sao. Quan trọng, yêu nhau là cỡ nào cũng cao cũng được. Dạ. Không quan trọng. Đúng rồi. Ừ. Dạ, quan trọng mập hay ốm. Nhỏ đi về giờ á. Rồi sao nữa, nó chơi chứ sao nữa nè. Dạ về công việc thì bạn bị nữ có công việc có thu nhập là được. Có thu nhập. Dạ. Bao thu nhập luôn. Dạ. Hãy nghe nói không? Còn về tính cách thì hy vọng là bạn nữ là một cái người biết cư xử và biết yêu lao động là được rồi. Ai cũng biết cư xử hết trơn, quan trọng mình cư xử với người ta thế nào. Dạ. Người ta sẽ cư xử đến mình như vậy thôi. Dạ. Có cái chỗ nào mà em không thích không em nói ra luôn. Dạ, em nghĩ là cái điểm gì em không thích. Phụ nữ ở cái tính cách nào? Nói nhiều thích không?
Dạ, thì nếu mà người mình thương mà nói nhiều em cũng thích không sao, mình đã thương là mình chấp nhận thôi. Đôi khi thương thương như vậy nói hoài mệt đó mọi người. Nói thật sự thì bạn hay nói gọn gọn là càm ràm đó. Nói nhiều em đỡ phải nói, em đỡ mệt. Giờ em nói đi, mai mốt nghe cũng mệt hơn. Ta càm ràm mà nó vui cái lỗ tai. Không giống như ai đàn ông nào mà nghe càm ràm vui lỗ tai em ơi. Người ta có yêu là cái gì cũng được. Yêu cỡ nào càm ràm hoài nó cũng mệt lắm em ơi. Còn mà gì thôi. Không thích nữa không? Dạ em nghĩ là cũng vấn đề gì. Trời bạn đơn giản. Em không thích điều gì đàn ông nè? Dạ hút thuốc ạ. Có hút thuốc không? Dạ không, em không là không hút thuốc, không rượu bia, dạ, không cà phê luôn. Gia trưởng có không? Dạ cũng không. Gì nữa? Dạ hết rồi. Trời ơi đơn giản. Thật ra đàn ông bây giờ không có gia trưởng đâu. Ngày xưa còn có chứ giờ ít lắm rồi, thấy không? Bớt nhiều rồi. Mà với lại một phần là do ngày xưa phụ nữ để cho đàn ông gia trưởng. Đúng đó. Rồi. Cái này nói thiệt. Phụ nữ bây giờ mình phải dùng lên. Đúng. Cho thanh niên biết mặt. Phụ nữ chúng ta phải dùng lên cho thanh niên biết mặt. Cho đàn ông biết mặt. Mình đừng có gì cũng dạ dạ thưa thưa. Đàn ông lớn tới vậy thôi. Chứ thử coi mình dùng lên coi. Đàn ông tái mặt liền. Đúng không? Tái biết mà vậy nè. Dùng lên quá. Dùng quá. Cũng đừng cá tính quá. Bà này mới dùng dằn hơi quá. Thôi đùa thôi chứ tôi là người một cái người mà gọi là lý tưởng luôn đó. Mà tại không ai thấy cái điều lý tưởng đó của tôi đây. Dễ thương, xinh đẹp, cá tính. Không, mình bớt khen nhau được không? Hơi khùng chút thôi. Mình đừng có khen nhau nữa, mình đang làm mai làm mối cho người ta. Nói cho người ta nhìn thấy phụ nữ thế nào, đàn ông thế nào, hiểu không? Rồi, nói chung là hai người này cũng tương quan hết trơn. Đúng rồi. Tương đồng nhiều thứ lắm. Bây giờ mình hỏi người thân đi, em đi với ai? Dạ em đi với ba má. Bà má này được. Rất là nghiêm túc trong cái câu chuyện. Chào cô chú nhà trai. Dạ. Sao giờ cô chú thấy sao? Còn giàu tương lai này được không? Chú cứ ngồi đi. Xin chào Quyền Linh. Xin chào Ngọc Lan. Dạ. Xin chào hai con. Xin chào tất cả mọi người có trong khán phòng hôm nay. Thật sự mà đến hôm nay mà chương trình mà tạo được cơ hội như cho các cháu như vậy là tôi thấy là quá được tuyệt vời rồi. Còn nhìn bên nữ bên này thì quá tuyệt vời thôi. Còn cái chuyện mà nó đến với nhau là không được thì nó cũng là tùy cái duyên thôi. Chứ còn ở đây thì tôi nói thật là nó viên thì con đầu cũng mong muốn lắm. Có dâu có cháu rồi chứ người ta tuổi thì cũng cao rồi. Mà thật sự đó là mong muốn. Thì nếu mà đã đến đây rồi thì đôi bên cho nhau cơ hội tìm hiểu với nhau. Còn lời sau cuối cùng nữa thì tôi xin cảm ơn chương trình MC Quyền Linh, Ngọc Lan, rồi ekip chương trình đã tạo cơ hội cho các con được gặp nhau. Tôi xin hết lời. Mời cô có ý kiến chút xíu đi, con dâu tương lai. Cô thấy hợp với mình không? Cô cầm video cô. Nói chung là dạ, lên đây rồi thì hai con cho nhau cơ hội là tốt. Nhưng mà cô nhìn thấy nè, riêng mình nói chung là con người ta được hết chứ không được. Con mình được, con người ta cũng được. Xinh, rất xinh đúng không? Xinh thì ghê, phải xinh rồi, phải dễ nhìn rồi. Làm dâu, có làm dâu không? Không, nhà đó không có làm dâu vậy chứ. Khỏi làm dâu ha? Khó. Đó, thấy chưa, khỏi làm dâu chưa? Thằng nó sống bằng mình ra đi chơi rồi. Thật ra làm dâu giờ, không mẹ chồng cực chứ làm gì đâu. Đúng không? Làm dâu giờ mẹ chồng cực lắm. Đúng rồi. Làm dâu là mẹ chồng nào chăm sóc con cái rồi đủ thứ. Về mở cửa cho dâu vô nhà, thậm chí nấu cơm, nấu nước cho con ăn. Thậm chí rất nhiều bà mẹ chồng lên làm chương trình mẹ chồng nàng dâu nha. Đại đa số mẹ chồng là nấu nướng cho con dâu ăn không. Giặt vũ quần áo con dâu luôn. Đó, vậy đó. Anh đã đừng sợ làm dâu nha mấy em. Dạ. Cảm ơn nhà trai. Dạ. Em gái đi với ai? Dạ con đi với bạn ạ. Với bạn hả? Dạ. Chào nhà gái. Lực dạ. Bạn xin chào MC Quyền Linh, MC Lan Ngọc. Và Ngọc xin Lan. Chào Ngọc Lan. Ngọc Lan. Dạ. Ngọc Lan Ngọc cũng đẹp. Ngọc Lan. Dạ, xin chào khán giả trường quay. Em tên là Thùy, là bạn thân của Loan. Thì về Loan thì tính cách là rất là đảm đang và cũng sống tình cảm. Thì em thấy bạn trai bên này là cũng chân thành và có nhiều điểm tương đồng với Loan. Thì em nghĩ hai bạn cũng nên cho nhau cơ hội để mình có thể tìm hiểu kỹ hơn và nếu được thì có thể tiến xa hơn. Rồi, cảm ơn phần chia sẻ của nhà trai và gái. Bây giờ hai em đã nghe rõ rồi ha. Bây giờ mình gặp mặt, mình nói chuyện đi coi hợp lý hay không rồi tính sao nha. 2, 3 mở nào. Bắt đầu đi Viên. Dạ. Đứng lên, đứng lên.
À, chào em. Thì anh Vinh Viên, anh có bó bông tặng em. Dạ, cảm ơn quà của anh. À, anh thì cũng có bó quà của anh. Cảm ơn em. Dạ, em cảm ơn chị. Dạ, em cũng có bó tặng anh. Hy vọng là những lúc em thẳng á, anh nhìn vào nó sẽ thư giãn. Và ví dụ nhìn tới nó thì sẽ nhớ em. Cảm ơn anh. Cảm ơn em. Chào em. Hai bạn là coi như là không bao giờ gặp nhau từ xưa giờ. Đây là lần đầu tiên duy nhất gặp nhau đó, các bạn cảm nhận thế nào nè? Dạ thì cho anh nói trước ha. Dạ. Thì nói chung thứ nhất là nhìn em thì rất là dễ thương. Dạ. Nhưng mà về tính cách thì mình, anh nghĩ là ổn, không vấn đề gì cả. Anh hy vọng là sẽ có cơ hội để làm quen và tìm hiểu em. Dạ. Em cảm ơn lời nhận xét của anh ạ. Em cũng xin chia sẻ về cảm nhận của mình về anh ạ. Thì lần đầu tiên mình gặp nhau thì cái cảm nhận đầu tiên thì cảm thấy anh là một người khá hiền và có tí gì đó gọi là khá là vui vẻ. Còn hai bạn nói to lên tí. Còn về tính cách thì thật sự thì mình em nghĩ thì sẽ cần thời gian để mình tìm hiểu thêm. Chứ thời lượng chương trình nó cũng có hạn, cho nên là mình cũng không thể hiểu được sâu được. Cho nên em cũng hy vọng là chúng ta sẽ có cơ hội để mà tìm hiểu tiếp ạ. Cảm ơn em. Thì anh á thì thật sự á thì anh nghĩ rằng là trong cái khi mà làm quen bạn nữ á thì anh khá là chủ động và anh sẽ cố gắng là tại vì mình làm quen mà mình sẽ cố gắng là mình thay đổi và mình thích nghi với bạn nữ, nên là cái vấn đề đó thì có thể là em có thể yên tâm. Nhưng mà anh cũng rất là thoải mái, chứ không phải là khá là trẻ trung và thoải mái, chứ không có căng thẳng gì. Cảm ơn chia sẻ của anh ạ. Em cũng thích một người tính cách như vậy ạ. Ví dụ như xảy ra cái điều gì không ưng ý thì với tính cách của anh thì hai người sẽ tìm được tiếng nói chung dễ hơn ạ. Cho em hỏi một chút đó là anh có ngại người ít nói không? Bởi vì em khá là ít nói. Không sao, thì anh nói bù thôi mà, có gì đâu. Cái gì đâu, thì thử em biết là anh có thể nói 3-4 tiếng đồng hồ liên tục, không ngừng mà, không đợi gì cả. Dạ, vậy thoải mái. Khá là ok ạ. Yên tâm. Còn ví dụ như em nói nhiều thì anh sẽ lặng lại để cho em nói, không có gì cả. Anh nghĩ như thế nào về cái việc là hai người yêu nhau á, ngoài tình cảm thì cái gì sẽ quyết định cái cuộc tình đó hay là đi đến hôn nhân nó lâu dài ? Anh nghĩ là ngoài cái chuyện yêu á, cảm xúc á, thì nó còn phải có một chút gọi là sự tin tưởng lẫn nhau nữa. Mình tin nhau, nhưng mà cái niềm tin đó thì nó được xây dựng từ cái việc là mình thật sự muốn tìm hiểu đối phương thì mình sẽ tin nhau. Và trong cái khi mình làm quen với nhau đó thì anh nghĩ rằng là có gì thì mình chia sẻ, mình thẳng thắn với nhau. Ví dụ như là anh em thích cái đó hoặc là em không thích cái này, tương tự như vậy thì mình sẽ có dễ dàng tìm được tiếng nói chung hơn, mình sẽ dễ có đối với nhau hơn. Tuy nhiên thì anh nghĩ rằng là anh là con trai thì anh sẽ chủ động, em yên tâm, anh sẽ chủ động chứ không có để cho bạn nữ phải là một người chủ động. Anh sẽ bày vẽ ra đủ thứ tùm lum á, bạn nữ cảm thấy rằng là ấy, nhưng mà em cứ thoải mái, em không cần phải áp lực. Đôi lúc nhìn thấy ủa ông này là ổng là giảng viên thì ổng có hơi mô phạm, đi với ổng hơi cứng đúng không? Nhưng mà em cứ thoải mái đi, anh cũng rất là si tin, rất là tại vì anh giảng sinh viên mà. Nó thoải mái, yên tâm. Các bạn trao đổi nhau về quan điểm hôn nhân gia đình của mỗi bên đó. Anh biết nấu ăn, nói chung là em yên tâm là con nhà nông mà, cái gì cũng biết. Còn chuyện hôn nhân thì anh nghĩ rằng là anh chưa nghĩ, anh có nghĩ đến nó nha, nhưng mà anh không quá đặt nặng khi mà anh tìm hiểu một bạn nữ. Nhưng mà nếu phải nói về chuyện hôn nhân thì anh nghĩ rằng là hôn nhân thì mình cứ chia sẻ với nhau, đúng không? Cho em hỏi câu hỏi cuối ạ. Đó là khi mà tìm hiểu nhau á, quen nhau á, thì trong thời gian bao lâu thì anh cảm thấy là tiến tới hôn nhân thì hợp lý ạ? Anh nghĩ nó còn phụ thuộc vào bạn nữ nữa. Tình cảm nếu đủ chín á thì có thể nó là 6 tháng, 9 tháng. Còn biết là có thể nhanh hơn hoặc có thể chậm hơn. Đó là anh nghĩ là cũng tùy thuộc vào cái mối quan hệ và cách tìm hiểu của hai người nữa. Dạ, em cảm ơn ạ. Ngược lại thì em nghĩ sao? Thật sự thì em nghĩ thời gian nó không quan trọng lắm. Chủ yếu là chia sẻ, đồng cảm. Và khi mà xảy ra chuyện thì cùng nhau giải quyết như thế nào, tìm được tiếng nói chung hay không. Và kiểu như là khi trong cuộc sống hôn nhân thì mình cần cái tính là khoan dung nhau và tôn trọng nhau thì em nghĩ thì nó sẽ bền và đi được xa hơn. Ok, anh đồng ý với em. Mình nói một chút về tương lai đi, thí dụ bây giờ hai đứa tìm hiểu nhau rồi đến với nhau rồi mình phát triển kinh tế ở đâu, mình ở đâu,
như thế nào. Mình vẽ ra một bức tranh về gia đình đi, để xem có hợp với nhau hay không. Em xin chia sẻ về bản thân em trước. Tức là công việc của em thì em xác định là em sẽ định hướng ở Sài Gòn và gắn bó với nó. Còn không biết công việc của anh thì anh định hướng như thế nào và sau này sẽ như thế nào ạ? À, chắc chắn anh sẽ làm việc ở Sài Gòn. Dạ. Và anh không có ý định đi khác, nơi khác. Dạ. Vậy thì khá là trùng hợp rồi. Anh thì chắc chắn anh sẽ làm ở Sài Gòn. Dạ. Em yên tâm. Hai bạn dự tính khi nào thì nhà trai có thể bước qua nhà gái được? Dạ, bước qua là tiến tới hôn nhân đó. Dạ, thì như em nói lúc nãy đó, cũng tùy thuộc vào cái sự tìm hiểu nữa và cái tình cảm của hai bên nữa. Nhưng riêng về phía em thì em hy vọng là nó sẽ không quá một năm. Tại vì em cũng biết rồi đó, anh cũng có tuổi rồi. Tuổi không phải là trẻ, không phải là già, nhưng mà cũng đã đến tuổi và có nghĩ rằng là một năm á, 9 tháng đến một năm thì đó là thời gian đủ để có thể tìm hiểu nếu thật sự muốn biết, muốn làm quen nhau. Dạ, em cảm ơn chia sẻ của anh ạ. Mình chia sẻ nhau về mặt tiền bạc chút đi. Thật ra là rất nhiều cặp đôi khi mà lấy nhau đó thì cái gì cũng được, nhưng mà khi về nhà đó, cơm áo gạo tiền đó, tiền này tiền kia rồi á, người này quản lý người kia không quản lý đó, nó xảy ra mâu thuẫn rất là nhiều. Bây giờ mình chia sẻ chút xíu về quan điểm về tiền bạc đi. Kinh tế trong gia đình đó. Em nhường anh ạ. Anh nghĩ rằng là anh không có thích giữ tiền. Thật sự bây giờ thì anh thích em giữ tiền hơn, đúng không? Anh sẽ đưa tiền, nếu như anh không có thích anh giữ tiền, em cứ giữ đi nha. Nhưng mà dĩ nhiên nếu em là một người tinh ý, đúng không, thì em sẽ để lại cho một cái gì đó cho anh để, đúng không? Dạ, cảm ơn chia sẻ của anh, nhưng mà thật trùng hợp là em cũng không thích giữ tiền. Nhưng mà em thích là cả hai cùng giữ tiền. Okay, và có một được, cái tốt. Không ai thích giữ tiền. Tôi giữ cho, tôi giữ. Sao hết, sao? Có người kia giữ dùm, có người giữ dùm, em yên tâm. Thích tiền lắm. Dạ. Thấy ai nói là tôi không thích giữ tiền, tôi không thích giữ tiền hết. Nhưng mà khi á, trong hôn nhân đó, thật ra nói vậy thôi chứ trong hôn nhân nó cũng rất là nhạy cảm trong vấn đề này. Dạ. Cái người giữ tiền cũng mệt mỏi mà cái người không giữ tiền cũng mệt mỏi. Thật ra hai bạn này rất là điềm tĩnh và trưởng thành, trong suy nghĩ của các bạn rất là sâu sắc luôn. Thì Lan nghĩ là khi mà hai bạn đã quyết định đến với hôn nhân thì hai bạn sẽ tự khắc có cái cách giải quyết cái vấn đề đó và dàn xếp vấn đề đó. Hợp lý. Hai bạn nói tiếp tục về hôn nhân đi, về con cái. Em có thích nói về đó không hay là? Dạ anh cứ nói ạ. Theo anh thì anh không, mình cứ vui vẻ, đúng không? Nhưng như là con cái thì ai cũng mong. Dạ. Tuy nhiên là nó cần có một cái sự chuẩn bị cả về sức khỏe, cả về tâm lý và cả điều kiện về tài chính kinh tế nữa. Thì có thể là khi mình có thể cưới nhau, đến nhau với nhau hôn nhân thì có thể tìm hiểu, có thể yêu đương và giống như vợ chồng son cũng khoảng một năm chẳng hạn, thì sau đó hãy tính đến chuyện con cái. Và khi nào bạn nữ cảm thấy sẵn sàng, nhưng mà anh nghĩ rằng là nếu tuổi của em thì em sẽ sẵn sàng. Dạ em thì cũng từng nghĩ ạ, nhưng mà cái gì thì mình cũng phụ thuộc vào cái duyên ạ. Thích mọi chuyện thì nó theo tự nhiên thì nó sẽ tốt hơn ạ. Còn cho em hỏi là anh có quan trọng con trai hay con gái không ạ? Không, anh không quan trọng. Con nào cũng là con và cũng là tốt hết. Dạ em chỉ có câu hỏi đó thôi. Miễn sao có con là hạnh phúc rồi các bạn. Thích bạn này lắm nha. Bạn này suy nghĩ rất là xa, đó là kinh tế phải chuẩn bị cho đủ, sức khỏe chuẩn bị cho đủ rồi mới có con. Thầy giáo mà. Hay. Thật ra hai bạn, nãy Ngọc Lan nói rất hay, hai bạn này là trưởng thành. Đúng rồi. Các bạn rất là văn minh, các bạn nó rất là hiện đại, các bạn có suy nghĩ rất là thoáng. Ha. Rồi, tôi nghĩ rằng các bạn đủ để quyết định điều đó. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với nhau để trao nhau một chút cảm xúc lại gần nhau hơn. Rồi. Các bạn hãy nhìn thẳng vào mắt nhau, nhìn tặng đáy mắt nhau để tìm ra một chút gì đó cảm xúc rung động. Đó, bây giờ nãy giờ nói chuyện với cô gái đối diện mình, mình cảm nhận cô ấy là người thế nào, mình có một chút rung động hay cảm xúc gì đó mình nói cho ấy biết đi. Dạ, thì bạn Loan thì rất là dễ thương. Và cái Loan thì thật sự rất là một người phụ nữ rất là trưởng thành và đã rất là chín chắn trong cái mối quan hệ, như là định hướng cho tương lai. Thì em nghĩ rằng đó là một cái điều rất là tốt và em rất là tôn trọng điều đó. Ngược lại. Dạ, cảm nhận của em về anh thì là một người gọi là suy nghĩ chu đáo, điềm tĩnh và gọi là
mọi thứ đều là suy nghĩ hết rồi, rất là gọi là có sự chuẩn bị hết rồi. Còn người đàn ông đáng tin cậy để mà cho em dựa vào ạ. À, okay. Thầy giáo có thể hát tặng một bài cho cô ấy. Dạ. Cứ nắm tay ấy. Dạ. Đây là giây phút chúng ta trao nhau những cái cảm xúc ban đầu. Em rất ít hát mà cũng không có tuột lời. Nên là cho phép em là được cầm giấy hát được không ạ? Một đoạn nào đó. Dạ. Cầm giấy hát nha. Chuẩn bị rất kỹ nha. Dạ. Em mới in sáng nay. Em xin được hát bài Bức Thư Tình Đầu Tiên đôi câu. Hèn chi thầy móc bức thư ra hát. Khi anh đưa mắt nhìn em qua tấm gương, ta đã gặp nhau bối rối thật lâu. Đêm nay dường như những ánh mắt muốn đi kiếm tìm nhau. Anh muốn nói với em những điều thật lớn lao, sẽ luôn ở đây nơi tim anh tình yêu bất tận. Phút giây anh nghẹn lời vì biết em yêu anh. Dạ, em xin hết. Thầy giáo ơi, mốt cố gắng học bài này đám cưới hát đừng mở giấy ra nha. Dạ được, chắc chắn. Dạ, em cũng có một khúc hát muốn tặng cho riêng anh ạ. Dạ. Đó là bài, một đoạn trong bài Ở Hai Đầu Nỗi Nhớ ạ. Đêm nghe tiếng mưa rơi, đêm mây chiều hàng rồi mà chưa vơi nỗi nhớ. Ở hai đầu nỗi nhớ yêu và thương sâu hơn. Ở hai đầu nỗi nhớ mối tình đầm thắm hơn. Xin hết ạ. Trở về ghế của mình. Để tay vào nút bấm nha các bạn. Bây giờ các bạn đủ để chúng ta có thể đưa đến quyết định bằng trái tim của mình. Kiểm tra lại một lần nữa các bạn, con tim mình có thật sự rung động chưa? Sau khi trò chuyện, sau khi nghe người thân nói chuyện, sau khi nắm tay nhau, cùng hát với nhau, nhìn thẳng vào mắt nhau, 30 giây suy nghĩ và đưa ra quyết định nha các bạn. Chuẩn bị thật kỹ. Bấm nút là phải có trách nhiệm với những quyết định của mình. Các bạn sẽ đưa ra quyết định sau 3 tiếng đếm của Ngọc Lan. 1, 2, 3. Nói thiệt là nghe hai cái tiếng tách tách của các bạn mà tôi hạnh phúc vô cùng luôn. Chúc mừng. Nào, chính thức các bạn đã hẹn hò với nhau. Nắm tay nhau nào. Đấy, hãy nắm chặt tay nhau nhé. Hãy vượt qua giông bão của cuộc đời này để hướng đến một tương lai tốt đẹp. Bây giờ có ba mẹ ngồi đây. Dạ. Nói gì với ba mẹ đi. Dạ thì con rất là cảm ơn ba má đã hôm nay đến dự. Con cũng rất là cảm ơn bên gia đình phía bạn nữ đã đến dự. Cảm ơn. Dạ con cũng xin chào hai bác ạ. Thật sự con cũng cảm ơn những lời nhận xét của hai bác dành cho con ạ. Và cũng nhờ vậy mà con và anh bấm nút để mà tìm hiểu tiếp ạ. Con hy vọng thì qua chương trình này thì hai người sẽ có kết quả tốt đẹp ạ. Bác gái rất là xúc động. Đã rơi nước mắt rồi. Hôm nay một ngày anh nghĩ rằng là ai cũng rất là nhớ hết. Những cái gì chúng ta nói chúng ta nhớ giữ lấy, làm sao để trọn vẹn cái hạnh phúc cho riêng hai em nha. Dạ, cảm ơn. Chúc hai em hạnh phúc. Dạ, cảm ơn anh chị. Cảm ơn mọi người. Một nụ hôn đánh dấu ngày gặp mặt. Dạ, xin phép là đến lần sau. Chơi luôn, tới luôn. Thôi em xin phép hôn tay được không? Tới luôn. Dạ, thôi em hôn tay nha. Đây là chỉ món